Theo chương trình kỳ họp hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thời gian đến. Tham gia thảo luận tại đại hội, nhiều vấn đề về phát triển kinh tế xã hội thành phố đã được các đại biểu quan tâm đề cập. Trong đó, yêu cầu về phát triển dịch vụ du lịch trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đã được ngành du lịch đề cập với nhiều giải pháp tổng thể. Cùng với du lịch, việc phát triển công nghệ thông tin cũng được thành phố chú trọng. Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã xác định công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số là một trong năm lĩnh vực mũi nhọn của Đà Nẵng thời gian đến. Và mục tiêu là đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Việc thực hiện mục tiêu này cần nhiều yếu tố. Trong phiên thảo luận ngày hôm nay, đại hội đã tập trung thảo luận các nội dung về giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách, chống thất thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn lực cho phát triển, về đào tạo nhân lực chất lượng cao, về phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố ven biển, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố chính quy, tinh gọn, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cùng một số vấn đề trọng tâm khác. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gồm 18 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết.